Vâng, hello, xin mến chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với Nokia Xe Thành.com bên mình ngày hôm nay ha. Thì anh em mới vừa về, một lô này gồm Nokia 6300, hàng nguyên zin châu Âu và có logo nhà mạng luôn. Và máy Nokia 6303 cũng là hàng nguyên vỏ zin châu Âu luôn ha. Và hàng 6700 luôn, 6700 cũng hàng vỏ zin luôn. Đây, nguyên con zin đó. Và 515 có hàng zin luôn nha anh chị. Anh chị em nào thích mua sưu tầm hoặc là sử dụng thì cứ liên hệ cho em luôn đó. Em cam kết là hàng này vỏ zin 100% chính hãng Nokia luôn nha, không có lai tạp, không có dựng lại ha. Đây, 603 cũng vậy luôn. Đây, em cũng mới vừa về được mấy cây thôi mà cũng có một anh cũng đã đặt một cây rồi. Đây là một cây nhà mạng Vodafone nè. Đây, tiếp theo Nokia 603 nè đó. Và đây cũng là một cây nhà mạng Vodafone luôn. Đây là Nokia 515. Đó, hai sim, hàng công ty nha anh chị. Kiểu dáng vuông vuông rất là đẹp, còn nguyên tem luôn nè. Đó. Anh chị nào mua sử dụng hoặc sưu tầm rất là đẹp ha. Còn đây là nguyên cây 607 màu black nè. Đó. Thì hàng zin nói chung là cũng có một vết xước lông mèo theo thời gian, cái đó thì không thể tránh khỏi rồi. Đây. Đó, anh chị nào mua thì cứ liên hệ qua cho em số điện thoại 0944440974 đôi ha. Đây, còn một cây này, cây bạc rất là đẹp. Đó. Rất là bóng ha. Đó, hàng vỏ zin là cầm rất là đầm tay, rất là chắc chắn. Cầm cảm giác rất là mịn, không có cảm giác mà bị sần sần đâu nha. Và đây là cũng là một cây Nokia 6300. Cũng là của chính hãng luôn. Còn 6303 rồi, được 2 cây, 6303 chỉ được có 2 cây thôi nha anh chị. Cây này của nhà mạng Optus nè, cây 603 màu đen á. Cây này của Vodafone nè, rất là đẹp ha. Còn đây một cây. Bữa giờ hết hàng, không có hàng nhiều để về đâu nha anh chị. Một lô này mà có mười mấy cây à, các loại luôn. Đây nhà mạng này rất là đẹp. Cây màu đen cũng còn rất là đẹp ha. Đem lấy nét lại. Rồi, ok, rất là cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi ha. Thấy hay cứ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ Nokia Xe Thành ha. Chúc anh chị có buổi chiều thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình nha.